tràn đầy năng lượng. Thì hôm nay cô Thủy sẽ hướng dẫn chúng mình một bài vận động cơ bản mới, đó chính là đi kiễng gót đấy. Để thực hiện được bài vận động này thì trước tiên cô Thủy muốn biết có bạn nào bị ốm hay bị đau tay đau chân gì không nhỉ? Các bạn còn ốm thì chúng mình hãy tạm nghỉ nhé, còn những bạn khỏe mạnh thì chúng mình hãy cùng khởi động cùng với cô nào. Các con hãy sẵn sàng chưa? Cùng với cô chuẩn bị cho các con hai vạch song song nhé.
cho các con thực hiện ở nhà được tốt hơn nhé. Và bây giờ chúng mình hãy chú ý quan sát lên đây xem cô Thủy thực hiện mẫu nhé. Thủy đã thực hiện mẫu xong rồi đấy. Và bây giờ chúng mình chú ý lên đây xem cô Thủy thực hiện và phân tích động lại động tác nhé. Hiệu lệnh chuẩn bị, cô Thủy đứng sau mạch chuẩn như thế này và mắt nhìn thẳng và cô Thủy tiến gót, cô Thủy bắt đầu đi. Đi được 1/2 quãng đường, cô Thủy hạ gót chân, cô Thủy đi thường. Tiếp tục cô Thủy lại kiễng gót chân. Cô Thủy đi như vậy, cứ đi như vậy cho đến đích. Cô Thủy đã thực hiện xong rồi. Để việc thực hiện ở nhà được tốt hơn thì bây giờ chúng mình hãy chú ý quan sát nên cô để xem cô thực hiện thêm một lần nữa nhé. Vậy là cô Thủy đã thực hiện xong rồi đấy. Rồi cô Thủy đã thực hiện xong bài vận động cơ bản rồi đấy. Rất mong các bậc phụ huynh ở nhà phối kết hợp cùng với cô cho trẻ thực hiện 2 đến 3 lần ở nhà nhé. Và hôm nay đến với lớp mình ngày hôm nay, cô Thủy mang đến cho chúng mình một trò chơi. Chúng mình có thích chơi trò chơi này cùng cô không nào? Và trên đây cô Thủy có một quả bóng cũng không nào? Và chúng mình có biết với quả bóng này chúng mình chơi được những trò chơi gì không nhỉ? À, cô Thủy có thể nắm bóng này. Và cô Thủy có thể đá quả bóng này trên sân này. Nhưng hôm nay với quả bóng này thì cô Thủy sẽ hướng dẫn chúng mình một trò chơi mới. Đó chính là truyền bóng qua đầu đấy. Để chơi được trò chơi này tốt hơn thì chúng mình hãy ngoan lắng nghe cô Thủy phân tích trò chơi này và hướng dẫn chúng mình cách chơi nhé. Vì quả bóng có hình tròn cho nên rất là dễ là rơi đúng không nào? Và hai tay cô cầm chặt lấy quả bóng. Và từ từ cô đưa ra trước và cô đưa lên qua đầu và đưa lên cao, và người bạn đằng sau cũng dùng hai tay cầm chặt quả bóng, cầm làm sao cho quả bóng không rơi xuống sân đấy, và cứ như vậy cho đến người cuối cùng. Cô và chúng mình đã cùng chơi trò chơi chuyền bóng rồi đúng không nào? Và rất mong các bậc phụ huynh ở nhà hướng dẫn cho các con chơi 2 đến 3 lần nhé. Và bây giờ chúng mình hãy cùng cô thả lỏng điều hòa nào. Và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhé.